Hello, I hope you have a nice day with me. And we go on with Unit 13 over and merger. I hope you enjoy this unit because in your major, you are familiar with this kind of topic. Now, come to the reading test first. I assign you a written test about making a corporate marriage work, thực hiện công việc marriage là hôn nhân, corporate là công ty, tức là mình ở trong, mình không có dịch là hôn nhân công ty mà mình dịch là thực hiện công việc gắn kết giữa gia đình mà có yếu tố công ty nữa trong đó. Now 8. Before you read the article, discuss these questions. What are the secrets of a successful marriage or a successful merger? Now, this is my suggested answer. Number 1.8. A successful marriage. To have a successful marriage, from my experience, actually I'm still single, but I read from books. They give me some just suggestion: love, mutual respect, patience, a willingness to persevere when things get difficult, a willingness to accept your partner's funny little habits, mutual support and loyalty, good communication. Bí mật mà cuộc hôn nhân mà thành công có thể là đó là tình yêu nè, sự tôn trọng lẫn nhau nè, mutual là lẫn nhau, hai bên đó, song phương đó. Patience, sự kiên nhẫn nè, willingness là sự sẵn lòng, preserve là kiên nhẫn khi có những cái tình huống mà gặp khó khăn, willingness sẵn lòng chấp nhận những cái thói quen hơi kỳ cục. Funny là hơi kỳ kỳ, một vui vui một chút của người bạn đời. Mutual support, hỗ trợ lẫn nhau. Loyalty là trung thủy, trung thành. Good communication là giao tiếp tốt. And a successful merger. Còn vậy thì về một cái cuộc sáp nhập thành công thì cần những yếu tố gì? Bí mật là secrets are good reputation, good communication, making efforts to keep staff happy, consideration of the others, company's culture, quick action to tackle any problems. Vậy là phải có sự chuẩn bị tốt nè, giao tiếp tốt nè, nỗ lực, make effort là nỗ lực để làm cho nhân viên hạnh phúc nè, những cái khía cạnh về văn hóa của công ty khác nè, hành động nhanh chóng xử lý vấn đề nè, tackle và xử lý ha, quick action là hành động nhanh chóng. This is just my suggestion and you can give me your different ideas, no problem. Now we move to 2. In what ways are a marriage and a business merger similar? Vậy cái cuộc hôn nhân và cái cuộc sáp nhập trong kinh doanh thì giống nhau như thế nào? Now we move to 2. In both, two partners previously operated independently come together to form a single unit. The expectation is that the union will be permanent. Cô dịch ha. Cả hai bên trước đây đều hoạt động độc lập, nhưng come together là hợp tác cùng với nhau để tạo nên một đơn vị single là tập thể. The expectation là sự mong đợi mà cái tổ chức này sẽ bền vững, permanent là bền vững. Đều mong rằng tổ chức này sẽ mang lại cái kết quả. Bear là mang lại, fruit là trái cây, như trong này mà là kết quả tốt, tức là đều là, ví dụ cuộc hôn nhân thì hy vọng có kết quả là có những đứa con, và trong trong công ty thì hy vọng kết quả là có được cái lợi nhuận.
Good communication is needed to ensure the success of both. Là giao tiếp tốt, cần có sự giao tiếp tốt để đảm bảo hai cả hôn nhân và cả cuộc sát nhập thành công. Neither should be entered into for the wrong reasons. Không có bên nào, neither là không có bên nào sát nhập vào nhau hoặc đến với nhau vì những cái lý do sai cả. Không có bên nào mà sát nhập và đến với nhau mà không có sự xem xét thận trọng hay là vội vã. Hastily là vội vã. Okay, are you satisfied with my answer? Now we move to exercise B. Read the article and complete the guidelines for successful merger. Do and don't. Do. For a successful merger, the example from the book say that we have to prepare early before the merger is announced publicly. Phải chuẩn bị trước, sớm trước khi cuộc sát nhập được thông báo ra công chúng. And don't relax once deal is signed. Đừng nên làm gì, là đừng nên nghỉ ngơi một khi cái thương vụ đó đã được ký kết. Yeah. And this is my suggested answer. What should we do? Last thing we have to do. Use a clean room where both sides can discuss plans in confidence. Sử dụng một cái phòng sạch nơi mà hai bên có thể thảo luận các kế hoạch. In confidence là trong cái sự bí mật riêng tư, đảm bảo rằng có cái kết quả nhanh, mà những kết quả này cho thấy được cái cuộc sát nhập đang tạo ra giá trị thêm vào. Number 3, cung cấp cho nhân viên thông tin chi tiết ở giai đoạn đầu về những gì đang xảy ra. Number 4, xử lý những vấn đề về văn hóa, mặc dù những vấn đề này là rất tế nhị và đầy thách thức, challenging là thách thức. 5, nhận biết sự khác biệt về văn hóa giữa hai công ty. 6, đưa ra những giải pháp, take measures, thực hiện những cái giải pháp mà tránh những cái hậu quả tệ hại của việc sáp nhập. Next, respond as the new situation demands. Hãy phản hồi khi có những cái tình huống mới xảy ra. Demands là yêu cầu, như trong này mình dịch là xảy ra. And next, learn about the history of the new partner. Phần phải học hoặc là biết về cái lịch sử của đối tác mới. Give employees reason why change is necessary. Cung cấp cho nhân viên những lý do tại sao thay đổi là cần thiết. 5 practical ways of communicating. Tìm ra những cách giao tiếp thực tiễn. Discuss employees' new working conditions and be visible on the shop floor. Thảo luận các điều kiện làm việc mới của nhân viên và be visible là có thể xem trước được, tức là thấy trước được những cái gì có thể xảy ra ở cái bộ phận sản xuất, shop floor là tầng, không phải là tầng cửa hàng mà là bộ phận sản xuất hoặc là nhân viên sản xuất. Như trong này mình dịch là xưởng sản xuất, bộ phận sản xuất. And don't. What we shouldn't do? Assume that company is better because it has taken over the other company. Đừng cho rằng công ty của bạn thì tốt hơn công ty bị sáp nhập bởi vì công ty bạn đã kiểm soát công ty kia. Take a dictatorial top-down approach. Thực hiện một cái cách tiếp cận top-down là từ trên xuống dưới mà độc đoán.
đối với ban quản lý. Make great speeches in place of taking action. Đưa ra những cái bài phát biểu hay ở những cái in place of là thay thế cho việc hành động. Get to preoccupied with practical administrative change. Đừng có quá preoccupied là lấn chiếm hoặc là làm quá nhiều sự thay đổi về hành chánh. Micromanage the transition, ha, cần có sự quản lý vi mô cho cái sự transition, là sự dịch chuyển này, sự chuyển đổi này. And now move to the main part of the reading task. March the expert quoted in the article to their opinion about mergers. Michelle Bloin, she said, you need to pay special attention to the different ways that companies do things. I will explain to you later. Charles Hamden Turner, March with A, and Roger Budney, March with C. Let me explain to you. Number one, Mitchell Blythe said you need to pay special attention, là chú ý đặc biệt, to different ways, với những cái cách thức khác nhau mà công ty hoạt động. Giáo sư, tôi dịch cái bài, cái đoạn này ha, đáp án có thể tìm thấy ở đoạn line 100. 18. Giáo sư Bly identifies, chỉ ra một số cái quy tắc cơ bản đơn giản các giám đốc cần phải recognize, là nhận dạng được những cái sự khác biệt về văn hóa giữa các công ty. For example, ví dụ như học về cái lịch sử của cái đối tác mới đó, họ phải give employees reasons why change is necessary. Họ cần phải cho nhân viên, đưa ra cho nhân viên lý do tại sao thay đổi là cần thiết và tìm ra những cái cách giao tiếp thực tiễn. Một người giám đốc đã nói với bà ta, khi bạn ngồi xuống và bắt đầu chỉ cho nhân viên the nitty-gritty. Nitty-gritty là những cái phần quan trọng. You get buy-in a lot quicker. Thì bạn sẽ nhận được cái sự đồng lòng, sự chấp nhận. Buy-in là acceptance, sự đồng lòng, sự chấp nhận nhanh hơn. Thì trong này, cái chữ different ways thì nó có tương tương với cái chữ differences, cultural differences. Okay? You can, if you have the different answer, just give me. I'm very happy to, explain to you more. And number two, Charles Hamden Turner. Respect the other company, even if your company is stronger. Tôn trọng công ty khác, cho dù công ty bạn mạnh hơn. In line 18, it takes a certain humility to make a merger work. Cần phải có một cái sự khiêm tốn nào đó khi thực hiện việc sáp nhập. Ông James Hamden Turner nói, đồng tác giả của quyển sách Năng lực, xây dựng, building là xây dựng cái năng lực đa văn hóa ha, cross natural, là xuyên ngôn ngữ, mình biết đa văn hóa đi ha. Nó không, it doesn't follow, nó không theo tuân thủ việc, không theo cái tuân thủ cái quy tắc là công ty của bạn là một công ty tốt hơn bởi vì nó kiểm soát công ty kia. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn có nhiều tiền hơn và have been prepared to pay, và bạn chuẩn bị để chi trả.
cho công ty đó. He says. Chỗ này từ quan trọng trong này chú ý tới cái chữ là better one, simply. Number three, Roger Brugnet. You need to act quickly in the post-merger period. Speak is of the essence. Các em nhớ cái cụm từ of the essence là cực kỳ quan trọng, rất cần thiết. There is often a tendency for companies to relax. Thường có cái khuynh hướng, hoặc là thường các công ty có khuynh hướng, tendency là khuynh hướng nghỉ ngơi ngay khi mà cái thương vụ đó được ký kết hay hợp đồng được ký kết. Nhưng đây là cái thời điểm chính xác mà ở đó cái tốc độ implementation là sự thực hiện hợp đồng đó. Nhưng đây chính xác là cái thời điểm mà cái tốc độ thực thi hợp đồng trở nên rất crucial, là quan trọng. Các công ty mua bán và sáp nhập thành công stress the importance, tức là nhấn mạnh cái sự quan trọng về cái sự chiến thắng nhanh chóng, bởi vì as a way là như là một cái cách demonstrating that, minh họa cho thấy hoặc là cho thấy rằng cái sự hợp tác mới, new combination là sự hợp tác mới đang tạo nên cái giá trị thêm vào. Trong này thì các em để ý tới cái chữ act quickly ở trên cái tờ báo, thì trong này tương ứng với cái chữ là speak of implementation, quick wins. Now we move to exercise D. Number one, big picture, very important. Number two, growth rules, strict rules. Three, details. Number four, acceptance. Number five, B. And six, C, steamrolled. Now we move to vocabulary. Manipulate, thao túng. Manipulate, ground rules. Trong bài thì cái phần B cô chọn là strict rules. Các em có thể thắc mắc là tại sao không chọn C là basic rule, nhưng trong này người ta định nghĩa là đây là những cái quy tắc mà dựa vào nó hành các cái hành xử tương lai, tức là dựa vào nó mà các hành xử tương lai dựa vào nó, các quy tắc mà các cái hành vi hoặc là các việc hành xử trong tương lai sẽ dựa vào nó. Thì ở một số sách thì nó dịch là nguyên tắc cơ bản, mà có một số thì nó lại dịch là nguyên tắc những nguyên tắc phải bắt buộc phải theo á, strict rules á, thì nó dịch đúng hơn là về tiếng Anh là strict rule. Nhưng mình dịch ra mà nguyên tắc nghiêm khắc hà khắc thì mình có thể mình nói là nguyên tắc cơ bản, tại vì có một số sách nó dịch là nguyên tắc cơ bản, một số nó dịch là nguyên tắc sống còn ha. Cho nên cái này là để cô sẽ check lại ha. Bitter trong này là idiomatic, là cái dạng thành ngữ thôi, chứ không phải là bức tranh lớn đâu. Cái này là tình hình chung, tình hình tổng quan. Nitty gritty, đây là cái phần quan trọng, cái phần trọng tâm. Ví dụ trong một cái bức tranh lớn thì cái phần này là một cái phần điểm trong cái bức tranh đó, thì là phần quan trọng, phần điểm chính. Shop floor, buy in, steamroller. Now, we move to part E. Answer these questions. And in this exercise, you have to give me your out number. Your out answer. Sorry. Your out answer.
But all the answers that you have given to me are not correct in grammar and vocabulary. So be careful next time. And what do you think the most difficult problems following the takeover for management? Bạn nghĩ những cái vấn đề quan trọng nhất sau một cái cuộc takeover, là sự kiểm soát hoặc là sự mua lại là gì? Đối với management là quản lý và với nhân viên là gì? Thì trong này thì cô kê ra chung chung luôn, đây là cái personal opinion thôi. Ví dụ lack of decision change management, cultural incompatibility là sự không tương thích, không thích hợp về văn hóa giữa hai công ty, poor communication, and how can they be solved, vậy phải giải quyết như thế nào? Sau này muốn giải quyết như là nói rồi ha, thì đây là cái gợi ý ở trên good preparation, trước khi mua lại phải có sự chuẩn bị tốt, good communication, making efforts to keep staff happy, consideration of the other company's culture, quick action to tackle any problems. Okay, if you have any, I mean, different opinion, just type under the video or you can send message to me. I'm very happy to answer. I'm willing to answer all the questions. Now we move to listening task. We have to listen to Susan Parrott, a financial director, and in his lecture, we have to listen and answer two questions. What three preparatory steps does Susan mention? Ba cái bước chuẩn bị mà Susan đề cập tới là gì? Trong bài này thì establish the goals of acquisition, establish the target of the acquisition, put a valuation on the target company, thiết lập các mục tiêu về acquisition, mua lại, thiết lập the goals là cái mục tiêu chung, the target là cái mục tiêu cụ thể of the acquisition, put a valuation, đánh giá về cái công ty mục tiêu đó, tức là công ty mình chuẩn bị mua lại đó. Number two, after taking the preparatory steps, what do companies need to do next? Make sure that the institutions who will fund the acquisition understand that you are trying to achieve and have confidence in your data. Đảm bảo rằng những cái tổ chức mà cung cấp quỹ cho việc mua lại đó phải hiểu rằng bạn đang cố gắng đạt được và tự tin vào cái thông tin dữ liệu của bạn. And you can find the answers of outer script in page 168. And now we move to part B. Complete the example of strategic goals. Market share, economic benefits, lợi ích kinh tế ha, market share là cổ phần, vertical integration, nhập dọc, vertical là dọc, international presence là hiện diện quốc tế ha. And you can find the answer in page 168. And we move to C. She mentioned two sides of success. What are they? And here's my answer. You can read and find the outer script in page 168. Thank you. I hope you enjoy. See you.